Xin chào tất cả mọi người, em Tuấn báo giá một ít đồ nha. Em vừa mới khui ra này những dòng loa cây đến từ ở châu Âu, loa sub điện JBL Bass 20, Bass 25 và những bộ loa bass chép rời em vừa mới khui và tháo trong thùng ra. Như cặp loa chép đầu tiên là loa chép TLX đến từ nhà JBL và được sản xuất tại bên Pháp ha. Nó có model là A0101A này, JBL chép đôm lụa còn rất đẹp rất mới. Cặp loa này em bán giá 1 triệu đồng cho một đôi. Hàng bao sóng bao xài bao zin 100% ha. Đây là nó có cọc trừ và cọc cộng này là màu đỏ và màu trắng này là không có gì hết. Đây cặp loa chép đôm lụa của JBL này, em bán cặp này giá 1 triệu đồng cho một đôi. Kèm với lại là cặp loa mid. Loa mid này em bán giá 800.000 đồng. Đây là loa mid 12 cũng đến từ nhà JBL và được sản xuất tại bên USA hoặc là tại Pháp ha. Đó, nó giống như cặp loa chép này này, em tháo trong bộ ra và những bộ loa bass loa chép này. Nó nằm trong model 8330 ra đó anh em tháo trong thùng ra này. Đây cặp loa mid này là đường kính là 12 và em bán giá 800.000 đồng cho một bộ này anh em ạ. Còn cặp loa bass đây. Loa bass 20 ngân vải lụa màng giấy. Còn ở phía đằng sau từ này nó có một cái tem và mã số của từ loa đây. Đó, rồi những cái cặp loa khá là đẹp, màu đỏ này, nó có màu đỏ là màu cộng ha. Còn màu trắng kia là màu là cái dây trừ. Bên trong là côn zin, nhện zin, tất cả đầu zin, nhện zin luôn ha, rồi màng zin, gân zin luôn. Rồi những cái bộ gân này mình có thể xài khoảng 5 7 năm nó chưa hư đâu. Nó cái gân lụa nó rất là bền theo thời gian, nó không có dễ bục như là gân mút anh em ạ. Và chiếc này cũng vậy, hai chiếc đẹp như nhau mà mình thấy cái màng này đẹp quá đẹp anh em ha. Bass 20 của JBL, những cái dòng loa này mình có thể hát karaoke thay thế vô những dòng loa mà dòng loa Boss hay là dòng loa BMB hay là Pioneer anh em mà bị cháy loa bass ấy thì thay những cái loa này vô ha. Đây là bass xịn của JBL này. Như cặp bass này, bass 20 em bán 1 triệu 400.000 đồng cho một đôi. 1 triệu 4 ha, JBL của Mỹ anh em ạ. Và cặp loa chép cũng đến từ USA, nhà JBL, mã số model là 2418H-1. Cặp loa này giá 5 triệu 500.000 đồng cho một đôi. Em cũng về thêm một đôi nữa này. Những cái đôi trước em đăng lên trên kênh em bán hết rồi ha. Hôm nay em về thêm một đôi nữa. Đây giá là 5 triệu 500.000 đồng cho một đôi. Model là JBL 2418H-1. Đó, hàng đẹp, hàng zin, hàng sống hết. Bên trong là côn da dẹp anh em ha. Bên trong là côn da dẹp màu vàng đó anh em. Này có mã số trên cái cụ từ này. Đó, nhìn khá là đẹp anh em ạ. Đẹp và mới nữa. Đó, 2418H-1. Em bán 5 triệu rưỡi ha. Em về thêm một cặp nữa này. Hàng còn đẹp khoảng 90 đến 95% đổ lên rồi. Đẹp xuất sắc luôn. Tem cũng đẹp anh em này. Đây những cặp bass 25 của nhà JBL tiếp. Đây là những dòng model em tháo trong thùng loa 8340 ra. Bass 25 chạy mã số là 127H-3. Đó, hàng xịn ha, hàng xịn của Mỹ anh em ạ. Rồi bên trong là côn zin, bên trong là côn 51 và từ 160. Con này cầm lên cũng khá là nặng tay, đầm tay lắm anh em. Này, em đang có hai cặp tiếp. Tháo ra hai cặp ha. Hai cặp đẹp như nhau, đều nguyên zin, nguyên xịn như nhau luôn. Mình có thể mua về hát karaoke. Hoặc là mình đóng thùng loa cây cũng được, xài cho hai loa bass ha. Là trên cầu tuyệt vời rồi, bass đánh hay và nó chịu đòn tốt anh em. Và như cặp loa bass JBL này em bán 2 triệu 200 ngàn đồng cho một đôi. Hàng đẹp như trong video và hàng bao sóng bao xài cho anh em ha. Bao zin luôn. Đây, giá tiền là 2 triệu 200 ngàn cho một đôi ạ. Kèm với lại bộ loa chép của loa đây. Em cũng tháo ra được hai cặp tiếp. Chạm mã số là 2412H đến từ Made in USA. Đó, con nào cũng vậy. Đẹp như nhau ha. Made in USA này. Đó, toàn là USA thôi. Chạy chung mã số là 2412H. À, Made in USA, cặp này giá 2 triệu 700.000 đồng cho một đôi. 2 triệu 7 nha, em đang có 2 đôi. Đó, 2 triệu 7 một đôi. Còn những cặp loa cây đến từ châu Âu này. Đó, như mình thấy ha, BT Audio đến từ Made in UK ha. Em đang có 2 đôi giống nhau. Loa cây em vừa mới khui ra, cũng như là vừa cặp bến. Đây một đôi này, và đây một đôi. Đó, những cái đôi này em sẽ bóc ngoài căng ra cho anh em xem. Đó, mình thấy ha, cấu hình là bao quay. Cái căng còn rất đẹp, nó có một cái logo BT Audio này. Nên mình thấy là phía trước này là chạy cấu hình là bao quay, một loa mid 14, hai loa bass điện 16 và một loa chép đôm BT Audio đây. Con này hơi sức cái mặt này, hơi sức mặt ra chút. Còn đây là còn một cái logo BT Audio này, mid 14 và hai bass điện 16. Đây là dòng loa bao quay, chuyên về nghe nhạc và hát karaoke cũng tương đối là khá hay anh em ạ. Đó, như cặp loa này em bán 4 triệu rưỡi cho một đôi. Mà cái gỗ của nó là gỗ giống như là gỗ nguyên khối, gỗ dày lắm anh em. Và nó được sơn
BU màu đỏ vân gỗ lên, màu đỏ nho lên ha. Còn về phía mặt sau là được trang bị cầu loa B-Way này, và có một cái logo của BT Audio hình cái đờn guitar anh em ha. Đó, mắt Inuka này, mắt số vạch đây. Rồi chạy một cái thùng là thương hiệu BT Audio, một cái logo hình cái đàn. Rồi ở phía dưới là cầu loa đánh B-Way. Đó, con này cũng vậy. Cầu loa đánh B-Way ha. Nào, giống như là hai cầu này để đánh bass và hai cầu này để đánh loa mid và loa chép anh em. Rồi một lỗ thông hơi nằm ở phía dưới đây. Này, thông hơi nằm ở đằng sau ha. Con này tương đối là còn khá mới, khá đẹp, và cái gỗ cái màu cũng còn đẹp nữa anh em ạ. Rồi cái căng cũng còn đẹp luôn, hầu như cặp này đẹp khoảng 90% ăn lên rồi. Rồi em bán giá 4.500.000 đồng cho một đôi. Em đang có hai đôi đây nè. Hai đôi đều như nhau ha, hai đôi đẹp như nhau luôn. Mặt trước đẹp nhưng mà có một cây hiện hơi xấu ở mặt sau. Đây. Một cây nó hơi xấu cho vận chuyển anh em. Như cái xấu này em bán giá 4 triệu nha. 4 triệu cho một cây. Là một cặp thì nó sẽ có một cây xấu, còn một cặp 4 triệu rưỡi là nó sẽ hai chiếc đẹp anh em ha. Đó, nó có giá cả cũng như là tiền nào về đấy. Tiền hàng xấu thì em sẽ bớt tiền đi một chút. Này, cặp này hơi xấu một chút ở góc này này, không đáng kể đâu. Còn mặt trước mặt tiền đều đẹp hết. Đó, cặp này cặp đẹp này, em bán 4 triệu rưỡi ha. Còn cái cặp này cũng đẹp nhưng mà nó có một chiếc xấu, em bán giá 4 triệu đồng cho một đôi anh em ạ. Còn những dòng loa súp của nó đây. Đây này anh em, loa súp súp điện ha. Đó, loa súp điện này mình thấy này, em sẽ khui cái bọc ra cho anh em xem. Còn đẹp còn mới và còn khá là ok trên cái dòng loa súp này. Cũng là súp BT Audio luôn, cùng một bộ của nó anh em. Cái căng còn đẹp quá, cái căng màu nâu da bò này. Có một cái chữ BT Audio và phần loa bass đây, mình thấy cái gân này gân khủng bố luôn. Bass 25, gân này gân gân béo anh em ha. Đây là gân béo này, mình thấy cái gân của nó cực kỳ to, nó khác người lắm, nó không như là cái gân bình thường mình đâu. Nó rất là to ha. À, con này đánh chắc phải nói là rung lên nhà luôn anh em, rung lên trên nhà luôn. Bass nó hay lắm. Gân to như vậy là mình đủ biết cái bass nó chất lượng đến cỡ nào rồi. Đó, bass 25 ha. Rồi mặt sau đây. Mặt sau là đường vô bằng giác bông sen và giác cầu loa đều được. Có nút tạo pha và đây là nút cắt tần số này. Đó, nút cắt tần số đây ha. Rồi nút volume này. Nè, mình có thể vặn đây. Volume tổng to nhỏ, rồi nút cắt tần số ở đây. Đó, mình có thể vặn theo ý mình thích nha, muốn tần số nào mình vặn tần số đó. Mình nghe bass sâu hay bass mềm hay bass nâu bass cạn có thể vặn nút này. Còn đây là công tắc nguồn. Đây là điện vô 220 ha, điện vô 220 đến 240. Mình xài vẫn được. Còn đây là mã số model là BT Audio SW GI10. Đó, GI10 là bass 25 đó anh em. Công suất là 100 đến 250W. Đó. Công suất cũng khá là ok rồi. Và mắt Inuka ha, hàng của Anh Quốc, châu Âu anh em ạ. Đây, nút cắt tần số, nút volume đây, đường vô bằng bông sen và cầu loa vô hai đường, đường nắm được hết anh em ạ. Đó, mặt trên mặt trước đều đẹp cả. Và bass ở phía trước đây là bass 25. Đó, như con súp này em bán giá 4.300.000 đồng cho một con. Nó 4.300.000 ha. Em đang có hai con này, hai con đẹp như nhau luôn. Đây một con và bên đây một con, em đã có hai con giống nhau. Rồi những cặp loa cây và những cặp loa con cũng đến từ BT Audio. Như em đang có hai cặp loa con này. Em sẽ tháo ra. Đó, em sẽ tháo ra ha, hai cặp loa con. Cũng đến từ BT Audio. Hầu như là em mua một bộ này nào là chung một nhà rồi. Là chung một nhà, chung một hiệu luôn. Đây này, đây là những cặp loa tay. Nó hầu như là cặp nào nó cũng ok, có những cặp nó xấu và có những cặp nó đẹp. Như cặp này nó xấu này. Bass thì đẹp mà cái chép nó xấu. Này cái chép nó xấu này anh em này. Đó, chép xấu ha. Đây mình sẽ lựa ra. Đó, em vừa mới lựa ra. Cặp này đẹp này và cặp này xấu này. Nó xấu ở chỗ có chép này anh em. Xấu có chép ha. Còn cái cặp này nó xấu ở trên đây. Này nó có giống như nó có một cái đường nứt ở đây này anh em. Nứt theo thời gian đó, chứ không phải là do vận chuyển nứt đâu. Này giống như nứt theo thời gian thôi, nứt một chút ở trên mép này thôi. Còn ở dưới đây còn nguyên si ha. Đó, như cặp xấu này em bán nó giá 1 triệu đồng cho một đôi này. Đó, bass là bass 14 và loa chép đôm hiệu BT Audio đến từ OK ha. Đó, cặp này hơi xấu một chút thôi, em bán giá 1 triệu. Còn cái cặp này đẹp này. Cái cặp này đẹp, tất cả đẹp ha, từ loa bass đến loa mid đều đẹp luôn. Em bán 1.300.000 cho một đôi này. Đấy, BT Audio và mặt sau em sẽ quay cho anh em xem.
Đó, đến từ BT Audio ha, Made in UK này. Đấy, cầu loa là cầu loa bằng cộng trừ đen và đỏ anh em. Ở phía trên là lỗ thông hơi của loa đây. Đó, mình thấy cái cặp loa này mình nghe nhạc trong phòng rất là hay. Nghe nó tiếng nó ấm và nó chép, đặc biệt tiếng chép titanium nó đánh rất là hay, nó nhấn tiếng anh em ha. Đó. Rồi, cặp xấu là 1 triệu và cặp đẹp là 1 triệu 300 ngàn đồng cho một đôi. Còn những chiếc center em đang có hai chiếc. Đây, mình sẽ tháo ra. Em đang có hai chiếc ha, hai chiếc này cũng đều như nhau. Chung một cấu hình. Đó mình thấy này. Nó cũng chạy hai loa bass 14 và một loa chép dome ở phía dưới ha. Con này cũng vậy. Đó, em vừa mới tháo ra, hai con đều như nhau. Này. Như một center này em bán 1 triệu 200 ngàn đồng cho một chiếc. Chạy hai loa bass 14 và một loa chép dome ở phía dưới anh em ha. Đây, ở phía sau đây. Phía sau là một lỗ thông hơi này. Đây là một lỗ thông hơi kèm với lại cái thông số của loa. Đó, hiệu cây đàn guitar. Đó, BT Audio Made in UK ha. Hiệu cây đàn guitar này. Đó, đấy như cặp một chiếc center này em bán 1 triệu 2 cho một chiếc. Em đang có hai chiếc giống nhau. Hai chiếc giống nhau và đẹp như nhau luôn. Em căng cũng còn rất là đẹp. Thì cuối cùng đó là những chiếc loa súp điện JBL. Như con loa súp em còn một con này. Còn một con súp điện JBL. Đó, và bass 20 ốp đắt ha. Bass 20 ốp đắt con này em bán 3 triệu đồng cho một con. Ở phía sau đây là JBL súp 260-230, một dòng súp đến từ hàng của Mỹ và súp cho thị trường châu Âu, điện 220 đến 230 anh em ha. Đó, 220 đến 230, 220W. Đường vô bằng giắc bông sen và cầu loa, và phía trên đây là nút tăng giảm âm lượng. Con súp này đánh khá 200 tầm tiền rồi. Đó, bass 20 nhưng mà nó sẽ đánh vượt trội hơn là những cái dòng hàng của Nhật ha. Những cái dòng hàng của Nhật mà bass 20 đánh sẽ không lại con này đâu, bởi vì em bán nhiều em biết và em có đá test qua những cái con súp này rồi, nó đánh ok lắm, nó thuộc bass ok lắm anh em. Lỗ thông hơi ở phía trước này. Đó, bass 20 em bán giá 3 triệu đồng con này. Và con bass 25, đây con này nó khủng bố luôn, nó cực kỳ nặng anh em ạ. Nó to lắm, này mình thấy không? Nó to phải gấp 3 lần cái con này. Đó, bass 25. Tuy là bass 25 nhưng mà cái thùng nó sẽ to bằng bass 30 luôn đó anh em. Em nhìn thấy cái bass của loa này còn tương đối là khá đẹp ha. Bass 25, bass đẹp gần mút mà bằng giấy cứng, giấy bóng anh em ạ. Cũng mới là một lỗ thông hơi nằm ở phía dưới đây. Còn đây là vị công suất này. Cái mặt này là mặt vị công suất ha. Và nó có volin. Volin kèm với là một cái nấc. Cái nấc này là nấc công tắc nguồn này. Đó, mình thấy nó kêu không? Khi nào mình mở lên mình xoay theo cái đồng hồ, nó còn một cái nấc, nó kêu cái tạch cái nào mở rồi thì mình sẽ tăng giảm âm lượng lên để máu nguồn này. Còn nút này là nút cắt tần số và nút đảo pha. Đó, đây là volin ha, kèm với công tắc nguồn luôn. Đó, con này cũng khá là ok rồi. Ê căng này, cần trôn JBL. Rồi, ở phía sau là model cổ loa này anh em. Mình thấy ha, JBL cầu loa là cầu loa bằng nút dí. Mình có thể vô bằng cầu loa hoặc là bông sen cũng đều được ha. Rồi điện 230V. Đây là máu đen súp JBL súp 10, cần trôn súp 10 ha. Đó, hàng của Mỹ xịn anh em ạ. Và cũng là súp cho thị trường châu Âu của mình. Đó, bass 25 và ý căng còn tương đối là khá đẹp đây. Con nó có logo JBL Control này. Và như con súp bass 25 này em bán 6 triệu rưỡi cho một con. Đó, 6 triệu 500 ngàn đồng cho một con ha. Bass 25 và hoàn toàn là hàng đẹp khoảng 90% rồi. Bao sóng bao xài cho anh em ạ. Rồi, và em vừa lên sóng báo giá khui hàng một ít đồ. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt.